33. Điện hạ, suýt nữa nương nương không gặp được ngài rồi đó. Đã xảy ra chuyện gì? Con đừng nghe con nha đầu này nói lung tung mà. Cái con bé này đúng là chưa hiểu chuyện đời. Ta không có chuyện gì hết. Hoàng hậu nương nương chỉ làm khó ta một chút thôi mà. Nếu quả thật là như vậy, hà tất phải ngăn cản cô ấy nói chứ. Tiểu Tân, người mau nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dạ, sau khi Thích tướng quân bị đánh ngất đi, người mà Tô tiên sinh phái tới đó cũng không có làm khó nô tỳ, chỉ kêu nô tỳ theo ông ta về thôi. Ông ta có nói Tô tiên sinh ở kinh thành bày cách gì để cứu mẫu phi hay không? Chính vì không có nên nô tỳ mới nôn nóng. Người đó nói là ý Tô tiên sinh đó là vốn không hề xen vào chuyện của nương nương. Hắn dám nói như vậy thật à? Ông ta nói nếu như tới về lăng báo tin bệ hạ phái người trở về để cứu nương nương, đợi lúc bệ hạ trở về thì chuyện này cũng đã nguôi rồi, vốn dĩ chẳng được chút lợi lộc gì, còn chẳng bằng để hoàng hậu tiếp tục sai trái. Sau khi bệ hạ về thấy nương nương chịu ấm ức, nhất định sẽ càng thương xót ân sủng hơn, thì tội của hoàng hậu sẽ càng nặng hơn. Hoàng hậu đối với nương nương cũng không có quyền sinh sát, cũng chỉ là chịu ấm ức dày dò một chút mà thôi, cũng không tới mức làm tổn thương tính mạng. Chỉ là ấm ức dày dò một chút nên không cần giải cứu à? Mẫu thân phải chịu tổn thương tới như vậy, có khi nào hoàng hậu quá tay chịu khỏi quy củ như vậy cũng không để tâm sao? Cảnh Diễm, nha đầu này cũng chỉ là nghe người ta thuật lại thôi mà, chưa từng chứng thực. Giả lại ta tin rằng Tô tiên sinh cũng tuyệt đối không phải có ý này đâu. Mẫu thân nhìn cô ấy đi, những lời lúc nãy một tiểu cô nương có thể bịa ra được à? Suy tính thiệt hơn mưu tính hại người, đâu phải trước kia hắn chưa từng làm chứ? Lần đó quận chúa gặp nạn cũng vậy, bây giờ đối với mẫu thân cũng như vậy. Coi thường nỗi khổ của người khác, không màng tình nghĩa thị phi, uổng công con còn tưởng hắn khác với những mưu sĩ khác. Cảnh Diễm, con bình tĩnh lại đi. Chuyện của quận chúa lần trước ta lại cảm thấy là con lo nghĩ nhiều, còn về chuyện lần này cũng chưa chắc là như con đã tưởng tượng ra đâu. Cho dù những lời của nha đầu này nói là sự thật thì Tô tiên sinh cũng không đoán sai điều gì cả. Ta không gặp nguy hiểm, sau khi bệ hạ về cung xong cũng đã trách mắng hoàng hậu, mọi chuyện vẫn như xưa, đâu có chuyện gì không tốt đâu chứ. Nương nương không dễ dàng như vậy đâu. Thật ra thì lúc hoàng hậu nương nương sai người lôi người đi xuống thì... Ê liền, Cảnh Diễm, Cảnh Diễm. Điện hạ, ngài đã biết rồi à? Ta đã biết. Vệ Tranh đã bị giải vào địa lao Quyền Kính Ti, lúc nào cũng có thể bị xử tử. Điện hạ, người nói phải làm sao? Chuyện của Vệ Tranh, ngươi từng tìm tới Tô tiên sinh chứ? Dạ có. Hắn ta nói làm sao? Thuộc hạ không hề gặp được Tô tiên sinh. Nghe nói Tô tiên sinh vẫn còn đang bị bệnh, trên dưới Tô Trạch đều rất kỳ lạ. Những chuyện thuộc hạ nói, bọn họ vốn dĩ không để tâm. Có gì kỳ lạ đâu chứ? Có thể những chuyện ngươi nói, bọn họ đều không để tâm. Không cần cứu mẫu phi, vì dù gì cũng không chết, nhưng tiện dùng khổ nhục kế. Còn về Vệ Tranh thì càng không phải cứu, cũng chỉ là chuyện cũ năm xưa, cũng không hề giúp gì cho bây giờ. Nếu nhắm mắt làm ngơ chính là thượng sách. Trong lòng hắn nhất định là đang nghĩ như vậy. Điện hạ, không thể không quản được. Ta vốn tưởng rằng trong hơn một năm nay đã coi như là hợp tình hợp ý, suy nghĩ tương đồng, thật không ngờ gặp phải chuyện như vậy, mới để cho ta phát hiện đó chẳng qua chỉ là ảo giác của ta mà thôi. Vẫn nên khuyên nhủ Tô tiên sinh một chút, nhờ ngài ấy nghĩ cho một cách nào đó, bất luận ra sao đừng để Quyền Kính Ti bắt thêm người.
Hạ Giang nói đám người cướp tội phạm ngoài cửa thành là đồng đảng của Vệ Tranh, nhưng mà thân phận thế nào thì không hề biết. Quyền Kính Ti cũng không làm lớn mọi chuyện, trong kinh thành chắc là cũng không mấy để tâm. Ngươi kêu người của Tuần Phòng Doanh chú ý một chút, đừng để Quyền Kính Ti bắt thêm người. Dạ. Điện hạ, hay là người cứ tới đó gặp một chút. Điện hạ, Lý tướng quân. Tiên sinh tới tìm ta là có chuyện gì? Hôm nay điện hạ ra khỏi cung, không có chuyện gì cần thương lượng với Tô Mỗ sao? Có, đương nhiên là có. Tiên sinh có biết phó tướng quân của Xích Vũ Doanh trước kia Vệ Tranh đã bị Hạ Giang bắt được không? Ta biết rồi. Hiện bây giờ tướng quân đang bị giam trong địa lao của Quyền Kính Ti. Đúng là như vậy. Chúng ta đều tưởng rằng Vệ Tranh đã chết quan, may là ngài ấy vẫn còn sống, nhưng mà bây giờ lâm vào cảnh tù tội, phải nhanh chóng cứu ra mới được. Điện hạ thường hay nói mưu trí của tiên sinh thiên hạ vô song, cho nên mong tiên sinh hãy nghĩ cách giúp cho. Tướng quân đừng nôn nóng, tâm trạng của tướng quân ta có thể hiểu được. Nhưng tướng quân xin hãy suy nghĩ lại. Bất luận ta không nghĩ ra được kế sách gì, thì việc cứu Vệ Tranh nhất định phải do Tịnh Dương điện hạ đích thân ra tay. Bao nhiêu năm nay, điện hạ vì vụ án của Xích Diệm Quân mà phải chịu hết bao nhiêu đàn áp và thiệt thòi. Nếu lúc này điện hạ ra mặt, nhất định sẽ khiến cho hoàng thượng nổi giận, mất đi cục diện được ân sủng rất tốt như bây giờ. Chuyện này không cần lao tâm nữa. Hôm nay trước mặt hoàng thượng, ta đã vì chuyện này mà làm phụ hoàng nổi giận, bây giờ mới muốn né tránh, e là đã không kịp. Hôm nay điện hạ có thể an toàn thoái lui hoàn toàn là do may mắn. Chứ cần Vệ Tranh bị giam trong Quyền Kính Ti, thì Diệu Dương sẽ luôn chiếm được tiên cơ. Bất kể điện hạ có dùng cách gì để cứu Vệ Tranh, cũng sẽ rơi vào bẫy của họ. Lẽ nào trong lòng điện hạ không hiểu sao? Chuyện này dĩ nhiên ta hiểu chứ. Vụ án Xích Diệm là cái gai lớn nhất đâm giữa ta và phụ hoàng. Hạ Giang công kích Vệ Tranh chính là muốn để cho phụ hoàng biết được trong lòng của ta vẫn ôm mối hận năm xưa. Một khi cho ta quyền thế và địa vị, ta sẽ là một hoàng tử có mối uy hiếp lớn đối với phụ hoàng. Bởi vì trong vụ án năm xưa, người có trách nhiệm lớn nhất chính là bản thân phụ hoàng. Điện hạ xưa nay luôn gắn bó với Xích Diệm Quân, thiên hạ đều biết rõ. Cho nên hôm nay tuy hoàng thượng không nghĩ nhiều, nhưng người cũng không phải là một người trọng lượng. Nếu điện hạ vẫn còn tiếp tục hành động, bệ hạ nhất định sẽ cảm thấy quyền uy của mình đang bị khiêu khích. Và như vậy thì vết xe năm xưa của Kỳ Dương sẽ lặp lại với điện hạ đó. Tô tiên sinh nói nhiều như vậy, rốt cuộc Vệ Tranh phải làm sao? Điện hạ muốn cứu Vệ Tranh là vì tình nghĩa, nhưng đứng từ góc độ được mất thì cứu Vệ Tranh trăm hại mà không có lợi. Điện hạ, người mưu đại sự thì phải biết giết bỏ. Vậy ý của Tô tiên sinh là không cứu à? Được. Những gì cần nói ta đã nói hết. Rất tốt. Chỉ điểm của Tô tiên sinh ta đã hoàn toàn hiểu rõ. Đa tạ. Điện hạ, điện hạ. Điện hạ.
Trước đây ta từng cho rằng Tô tiên sinh và những mưu sĩ khác không giống nhau. Không ngờ tới lúc này ta mới thấy rõ, tiên sinh cũng hám lợi trước mắt, trong tâm không hề có lương tri. Nếu như ta làm theo ý của tiên sinh, dứt bỏ hết tất cả đạo nghĩa làm người, một là muốn chiếm được địa vị, thì mục đích đoạt địa vị ban đầu của ta sẽ là cái gì? Một khi ta thực sự trở nên vô tình tới mức khiến người ta ớn lạnh, lẽ nào tiên sinh không sợ rằng sau này ta cũng sẽ vì lợi ích mà lãng quên tất cả tình nghĩa của tiên sinh à? Chuyện tới nước này, tiên sinh đã không muốn giúp thì ta cũng không muốn nói nữa. Có câu đạo bất đồng bất tương duyên mưu, Tiêu Cảnh Diễm ta từ nay về sau không phiền Mai tông chủ phải lao tâm nữa. Lời này của điện hạ có ý gì? Tiên sinh đoán được hết lòng người trong thiên hạ. Lời này của ta có ý gì? Tiên sinh sao có thể không biết? Chiến Anh, đi! Đi hả? Đi hả? Trong chủ, để ta, mau kéo Điện hạ lại đi. Ngày nay trong lúc ta bệnh, có xảy ra chuyện gì khác không? Không có, chỉ có chuyện của Vệ Tranh và đồng lộ thôi. À, còn có Tĩnh Phi nương nương, nghe nói là bị hoàng hậu làm khó, bị giam vào chính dân cùng mấy ngày, nhưng cũng không thể trách tông chủ được mà. Bất luận xảy ra chuyện gì, dòng ngay lúc này tuyệt đối không thể để Tĩnh Dương điện hạ lỗ mãn hành sự được. Mau dìu ta về phủ đi. Dạ. Điện hạ thực sự định chặn con đường này lại à? Dù có nói sao thì thuộc hạ cũng cảm thấy Tô tiên sinh thật lòng phò tá cho người, cho nên có rất nhiều chuyện đừng nên để trong lòng, cũng đừng so đo quá nhiều. Nếu không phải đã sớm coi hắn là bằng hữu, đối xử chân thành, lầm tưởng rằng là người chung chí hướng, thì ta đâu cần phải thất vọng tới như vậy. Nhưng mà với tình hình của ngày hôm nay, nếu không có Tô tiên sinh giúp đỡ, làm sao có thể cứu được Vệ Tranh? Những gì hắn nói người không nghe à? Hắn muốn cứu Vệ Tranh hay sao chứ? Đúng là những lời vừa rồi rất khiến người ta tức giận, nhưng mà không phải là không có lý. Ngươi, thuộc hạ nhiều lời rồi. Nhưng mà điện hạ, Tô tiên sinh là người đi con đường khác, ngài ấy không hiểu tình huynh đệ cũ giữa chúng ta và Vệ Tranh. Điện hạ vẫn nên thương lượng với ngài ấy thì tốt hơn. Đại trượng phu trên đời, có cái làm được, có cái không làm được, chẳng có gì phải thương lượng cả. Bất kể hắn lợi hại bao nhiêu, bàn được bao nhiêu chuyện, cũng đừng mong ta khoanh tay ngồi nhìn, bỏ qua chuyện này. Tông chủ à, có chuyện gì người cứ dặn dò chúng thuộc hạ. Yên đại phu nói rồi, bây giờ người không thể ra ngoài. Tông chủ, hãy mời mong đại thống lĩnh đi khuyên Chỉnh Dương đi. Sức khỏe người bây giờ lẽ như mà. Ê, tông chủ, người bệnh nặng chưa khỏi, chỉ sợ lúc này không tiện tranh chấp với Tĩnh Dương. Trương Bình, nếu bây giờ ta nghe theo lời các ngươi, giữ nằm trên giường, cứ mặc cho Tĩnh Dương nhảy vào cái bẫy mà Hạ Giang đã đặt ra, người thấy bệnh của ta có khỏi thì còn tác dụng gì nữa chứ? Nương nương, tiểu tân không biết đã làm sai chuyện gì, xin nương nương hãy tha tội cho nô tỳ đi. Thôi đi, ngươi lui xuống đi. Nương nương, lui xuống đi. Dạ. Tiểu Tân, nương nương, ngươi nói là lúc đó ngươi giả vờ muốn đi mau xí mới tìm được cơ hội thoát thân. Dạ. Với cái cớ này, cùng lắm chỉ có thể thoát khỏi Chỉ La cung. Bên ngoài có bao nhiêu cửa cung, làm sao ngươi có thể đi ra ngoài được? Là do tiểu kim tử bên cạnh Huệ Phi nương nương giúp nô tỳ, đúng lúc hắn có một biểu ca làm thị vệ ở cửa Nam Hoa. Là như vậy. Mấy chuyện như vậy người nên sớm nói với ta mới phải chứ. Hãy cầm lấy tiền thay ta thưởng cho tiểu kim tử và biểu ca của hắn. Dạ nương nương.
Nương nương, trong điện võ anh truyền tới, bệ hạ khởi giá qua đây rồi. Chuẩn bị tiếp giá. Rốt cuộc Tĩnh Vương điện hạ đang làm gì chứ? Tông chủ đứng ở nơi bốn mặt đều đón gió, đã đợi hơn nửa canh giờ rồi, ngay cả lò sưởi cũng không có sao? Tĩnh Vương phủ chúng tôi vẫn luôn có rất ít lò sưởi. Người nói cái gì? Chân Bình, Tô tiên sinh, điện hạ có chút chuyện cần xử lý, tạm thời không rảnh, mời tiên sinh về cho. Ngươi hãy truyền lời cho điện hạ, nếu hôm nay ngài ấy không gặp ta, ta sẽ không về đâu. Tiên sinh à, có thật là ngài không muốn điện hạ đi cứu vệ tranh hay không? Ngươi hãy nói Tĩnh Vương ra gặp ta đi, ta tự nhiên sẽ nói rõ với ngài ấy. Bệ hạ đã cảm thấy đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Các ngươi lui xuống hết đi. Dạ. Nào, ngồi xuống. Dạ. Tịnh Phi, bệ hạ có gì dặn dò? Về vụ trọng án Xích Diệm năm đó, nàng cảm thấy thế nào? Bệ hạ sao lại hỏi tới chuyện này? Nàng chỉ cần trả lời rốt cuộc nàng thấy thế nào. Trẫm muốn nghe lời thật lòng. Bệ hạ hỏi thần thiếp không dám không trả lời. Chỉ là bất luận thần thiếp có trả lời thế nào, cũng đều khó tránh làm bệ hạ đau lòng. Thần thiếp xin được tạ tội trước, xin bệ hạ tha thứ. Sao nàng lại nói như vậy? Thần thiếp xuất thân từ Lâm phủ, với Cố thần phi có giao tình sâu nặng. Nếu thần thiếp dùng tiếng ác bình luận, bệ hạ liệu sẽ không thấy đau lòng sao? Thần phi sinh thời không có bằng hữu, chết không ai ghi nhớ. Nếu thần thiếp nhớ tới tình cảm cũ với thần phi mà nói tốt cho người của Xích Diệm, vậy bệ hạ sẽ khó tránh cảm thấy thần thiếp không hiểu tấm lòng khổ tâm là muốn ổn định đại cục của người. Do vậy thần thiếp to gan, xin bệ hạ thôi đi. Nàng tâm tính lương thiện, trẫm không nên làm khó nàng. Đứng dậy đi. Dạ. Nàng đã vào cung hơn 20 năm rồi, trẫm còn không hiểu nàng sao? Nói cho cùng, nàng thần phi
hai nàng không giống với hoàng hậu và Diệt Quý Phi. Những chuyện ngoài cung vốn không nên kéo các nàng vào. Thần thiếp cũng hiểu. Năm đó bệ hạ cũng có lòng mở một con đường cho thần phi. Đương nhiên bệ hạ người cũng biết, thần phi tỷ tỷ mặc dù ở lâu trong thâm cung, nhưng dù sao cũng là huyết mạch của nhà tướng, tánh tình cương liệt. Đối với tình hình như vậy, tỷ ấy sẽ không bao giờ muốn sống một mình. Với sự hiểu biết của thần thiếp về tỷ ấy, nói thật thì tỷ ấy năm đó tự sát là vì tỷ sợ tội, không bằng nói tỷ ấy cảm thấy không cách nào đối mặt với bệ hạ nữa, cảm thấy sống không thể yêu nữa mà thôi. Đã bao nhiêu năm qua đi rồi, bây giờ trong cung này người dám nói chuyện với trẫm về thần phi chỉ có mình nàng thôi. Nếu không phải bệ hạ khoan dung, thần thiếp cũng không dám cuồng ngôn. Hôm trước trẫm ở trên đại điện gặp được Ngôn Khuyết, hầu như cả năm nay rất ít khi hắn xuất hiện trước mặt trẫm. Trẫm cũng gần như đã quên mất hắn luôn rồi. Kết quả vừa gặp mặt, trẫm phát hiện thời trẻ thật sự có rất nhiều chuyện vốn là không thể quên được. Lúc nãy thần thiếp còn thấy kỳ lạ, sao hôm nay bệ hạ lại cảm khái như vậy? Hóa ra là vì đã gặp được Ngôn Hầu. Cũng không phải là vì hắn. Trẫm nhớ lại bao nhiêu chuyện như vậy là bởi vì hôm nay Hạ Giang vào trong cung nói với trẫm, hắn bắt được một tên nghịch phạm Xích Diệm năm đó đã bị lọt lưới. Tổ tiên sinh, có chuyện gì vậy? Như vậy là sao đây hả? Ngài không sao chứ? Ta không sao. Lê Cương truyền lời làm ta giật mình một trận, đang yên lành sao lại cãi nhau chứ? Ngài ấy đâu? Ngài ấy không thể để ngài ở đây không quan tâm tới chứ. Đúng vậy đó, đã nửa canh giờ rồi ngài tới mặt cũng không thấy đâu. Cứ làm như tông chủ có lỗi gì với ngài ấy không bằng. Như vậy sao được chứ? Ngài ấy đâu? Để ta đi tìm. Sao có thể như vậy chứ? Tĩnh Dương điện hạ, Tô tiên sinh, sao phải khổ như vậy chứ? Điều cần nói không phải ta đã nói rất rõ à? Trước khi điện hạ vẫn chưa hiểu hết ý của ta thì không được tính là đã rõ. Ý của tiên sinh ta sớm đã hiểu hết. Trong mắt của mưu sĩ, có lẽ đi cứu Vệ Tranh trăm hại không hề có lợi, nhưng mà trong mắt của ta, đây là một chuyện vốn không cần phải do dự, chuyện bắt buộc phải làm. Nếu điểm này không đạt được cái nhìn chung thì những lời khác có nói nhiều cũng vô dụng. Ý của điện hạ là không thể nào không cứu Vệ Tranh được sao? Đúng. Nhưng nếu như cứu Vệ Tranh, nhất định sẽ phải trả cái giá rất thảm khốc. Cho dù cô tự mình xông vào đi nữa cũng chưa chắc có thể cứu được hắn ra. Không thử làm sao mà biết. Vệ Tranh không chỉ là một phó tướng của Xích Vũ Doanh, làm như vậy có đáng không? Đợi sau khi ta chết, gặp được chủ tướng lâm thù của Xích Vũ Doanh, nếu như ngài hỏi tại sao không cứu phó tướng của ngài, lẽ nào ta có thể trả lời là không đáng hay sao chứ?
như ý của Điện Hạ đã quyết rồi. Vậy thì hãy để ta sắp xếp đi. Nhưng mà bất luận thế nào, Điện Hạ cũng không được lộ gì. Còn nữa, Tĩnh Dương phủ cũng không được trực tiếp dây dưa vào. Chuyện này chỉ có thể để một mình ta làm thôi. Ta sẽ cố nghĩ cách đưa về tranh ra. Không, không được. Cái gì? Đã hơn 10 năm vậy mà vẫn còn bắt được tội phạm cũ. Thần thiếp đúng là quá kinh ngạc. Đúng vậy, đúng vậy. Trẫm cũng không ngờ được. Không biết là tên nghịch phạm nào thần thiếp có quen không? Nàng có quen đó, chính là Lâm Thù. Bọn họ bắt được tiểu thù sao? Chỉ là phó tướng bên cạnh Lâm Thù, cái tên dễ tranh. Dạ. Bệ hạ gần đây hơi mông lung, cũng làm cho thần thiếp có chút hồ đồ. Tiểu thù đó sao có thể vẫn còn sống được chứ? Thật đúng là dọa cho thần thiếp một trận. Nói như vậy nàng vẫn trách trẫm hay sao? Hả? Nàng đúng là hồ đồ rồi. Trẫm vẫn còn chưa nói hết, nàng đã tự dọa mình rồi. Năm đó ở Mai Lĩnh là Hạ Giang tự mình giám quân. Nếu nói người không có khả năng thoát thân được nhất thì đó chính là Lâm Thù rồi. Hạ thủ tôn hành sự tất nhiên là rất được lòng bệ hạ. Chỉ có điều bệ hạ cảnh diễm tánh tình quật cường, nói tới chuyện này e rằng sẽ có chút gia chạm. Xin bệ hạ đừng so đo với con. Đó chính là nguyên nhân mà hôm nay trẫm nói nhiều như vậy với nàng. Nàng cũng hãy khuyên bảo cảnh diễm một chút, khuyên nó đừng có ngốc như vậy, đừng có giống như năm đó cứ cố chấp như vậy, hồ đồ như vậy và không biết tới chừng mực. Vậy thì đừng có trách trẫm là không đủ khoan dung với nó, hiểu không? Dạ. Tô tiên sinh vẫn còn nhớ lúc Nghe Hoàng quận chúa gặp nạn xong, ta có đặt quy tắc với ngài không? Nếu vậy thì sao? Chuyện tương tự như vậy tiên sinh đã làm tới 2 lần rồi, ta không thể nào trơ mắt đứng nhìn tiên sinh làm lần thứ 3 với vệ tranh. Những gì tiên sinh từng làm đã tới giới hạn của ta. Thứ lỗi, ta không thể tin ngài nữa. Điện hạ nghĩ là ta đang lừa ngài sao? Điện hạ nghĩ ta không thật lòng cứu vệ tranh hay sao? Chẳng lẽ không phải như vậy à? Điện hạ, xin ngài hãy suy nghĩ lại đi. Tô tiên sinh không phải người như vậy đâu. Trong khoảng thời gian mà ta rời kinh, Tô tiên sinh đã làm những chuyện gì thì tự mình rõ nhất. Có lẽ ta không suy nghĩ chu toàn như tiên sinh, cũng có lẽ cục diện tốt đẹp bây giờ sẽ sụp đổ. Nhưng mà chuyện phải cứu vệ tranh ta bắt buộc phải làm. Tiên sinh là kỳ lân tài tử, có thể chọn hiền chủ khác. Cứ coi như ngay từ đầu tiên sinh đã chọn nhầm người. Điện hạ, điện hạ, điện hạ, điện hạ, Tiêu Cảnh Diễm, ngài đứng lại cho ta. Tô tiên sinh, cho dù ngài có nói gì thì cũng vô dụng. Nếu
Nhưng hôm nay ta không ngăn ngài lại. Ngài muốn làm thế nào? Sẽ sống vào hoàng cung, ép hoàng thượng phải thả Dịa Tranh ra, hay là dẫn theo phủ binh của ngài tới Quyền Kinh đi cứu người đây? Như vậy vẫn còn tốt hơn một con trùa ruột đầu chỉ biết lo cho bản thân. Tất cả trên dưới Tĩnh Dương phủ đều là những nam nhi quyết chiến xa trường, tuyệt đối không phải trùa ruột đâu. Tiêu Cảnh Diễm, ngài có tình có nghĩa, vậy tại sao ngài lại không có não chứ? 13 năm trước lửa Mai Lệnh Giái còn chưa đủ sao? Kỳ Dương phủ bao nhiêu người chết còn chưa đủ hay sao? Ngài còn muốn kéo thêm bao nhiêu người vào chuyện này nữa chứ? Nói đi. Ta mặc kệ ngài có tin ta không, chuyện đó không quan trọng. Nhưng nếu như muốn cứu Dịa Tranh ra ngoài, không có kế hoạch của ta, ngài quyết không làm được. Từ lúc đó cậu ta nói giỡn, ngài có mặt mũi nào xuống dưới gặp quan trưởng huynh của ngài? Ngài có mặt mũi nào đi gặp Lâm Thụ hay không? Suy nghĩ của ngài ta rất hiểu. 13 năm trước trong lúc họ cần tới ngài nhất, ngài lại không có ở bên họ. Nỗi tức giận này, nỗi khổ sở này, cho tới bây giờ vẫn chưa nguôi chút nào, có phải không? Nếu ta đã biết lòng của Điện Hạ, sao có thể lừa Điện Hạ được chứ? Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực cứu Dịa Tranh ra. Ta mong là bây giờ Điện Hạ có thể để ý tới đại cục. Chữ của hấp tấp càng không thể để cho kẻ khác nắm cái thốt của mình. Điều này ngài nhất định có thể làm được, được không? Điện Hạ, Điện Hạ, vậy tiên sinh có cách gì? Ta xin được lắng nghe. Mọi người cho sốt ruột. Dự Dương và Hạ Giang ra chiêu này chính là nhắm vào Tĩnh Dương Điện Hạ ngài đó. Vậy Tranh tạm thời sẽ không nguy hiểm tới tính mạng đâu. Đại thống lĩnh nói rất phải. Cũng chính vì bọn chúng có âm mưu đó, chúng ta mới có cơ hội và thời gian ứng cứu. Lần cướp tù ở cổng thành, Giang Tả Minh bị thương, chết không ít có đúng không? À, Chân Bình, ta nghe Lê Cương nói ngươi cũng bị thương rồi, có sao không? Đa tạ đại thống lĩnh hỏi thăm, chỉ bị thương ngoài da thôi, không sao hết. Vậy thì tốt. Hạ Thu bị tập kích ở cổng thành, quá ra là mọi người à. Lần này hành động thật quá vội vàng rồi, cho nên kết quả khó được như ý muốn. Ta vốn không hề biết Giang Tả Minh đã ra tay cướp tù, nhưng mà lúc hành động sao không báo Chiến Anh hỗ trợ chứ? Hỗ trợ thế nào? Dẫn theo phủ binh của Điện Hạ hay là tuần phòng cho anh? Hạ Giang chỉ ước Điện Hạ làm như vậy thôi. Điện Hạ vừa mới về kinh đã nhận được tin này rồi, Hạ Giang lại cố tình khơi gợi trước mặt bệ hạ, khó tránh Điện Hạ nhất thời rối loạn. Tô tiên sinh chớ có để bụng. Phải đó Tô tiên sinh, khi nãy tiên sinh nói sẽ nghĩ cách cứu Dễ Tranh, rốt cuộc làm sao mà cứu? Cướp người? Ngài định cướp ngục à? Ta từng tới Quyền Kính Ty vài lần, họ canh phòng rất cẩn mật, nếu muốn ra tay ở đó chỉ e là khó hơn lên trời. Ta biết đó là một hạ sách, nhưng không còn cách nào tốt hơn được nữa. Nếu như Điện Hạ mà tới cầu xin hoàng thượng, vậy là đã trúng kế của Hạ Giang muốn ly gián ngài và hoàng thượng. Huống hồ là
Đối với chuyện này, chắc chắn phải có sự trả giá. Không thể nào có được kế sách vẹn toàn. Nếu như ta đã quyết định làm, thì phải tốc chiến tốc thắng. Thời gian càng kéo dài bao nhiêu, chiếc vòng này sẽ càng sâu bấy nhiêu. Không nhìn thấy máu thì làm sao rút nó ra được chứ? Nếu đã như vậy, ta cũng không để Giang Tả Minh phải đơn độc mạo hiểm, còn ta lại khoanh tay đứng nhìn. Điện hạ nói rất đúng. Nói một cách khác, thuộc hạ và Vệ Tranh là bằng hữu cũ, lý nào lại khoanh tay đứng nhìn? Chỉ cần cứu được Vệ Tranh ra ngoài, Mạc tướng xin tùy ý tiên sinh sai khiến. Sai khiến thế nào? Quyền Kính Ti cao thủ nhiều như vậy, ngươi chắc có thể an toàn rút lui hay không? Một khi để bị bắt, hạ gia sẽ lấy ngươi làm nhân chứng, tố cáo Tịnh Dương phủ tham gia trước mặt của bệ hạ. Tiên sinh đã nói sai. Ở trong kinh thành này, ngoài Cảnh Diễm ta ra, chẳng lẽ còn có người thứ hai dám to gan đi cứu Vệ Tranh hay sao chứ? Cho dù Hạ Giang không bắt được người, chỉ cần lão nói là ta đứng sau sai khiến thì phụ hoàng cũng sẽ tin. Cho nên một khi có chuyện thì dù thế nào ta cũng không thoát khỏi. Điện hạ nói cũng đúng. Dù kế hoạch của chúng ta có kín kẻ cỡ nào, chỉ cần có kẻ tới cứu Vệ Tranh, bệ hạ nhất định sẽ nghi ngờ là do điện hạ làm thôi. Vậy thì phải làm sao đi? Một khi Hạ Giang đã sắp xếp toàn bộ chuyện này, thì điện hạ khó thoát khỏi liên can. Ngài phải chuẩn bị sẵn sàng. Vì khoảng thời gian dài sắp tới đây, e là điện hạ sẽ bị đối xử lạnh nhạt và bị chèn ép. Chuyện này ta cũng đã quen. Thanh sự tại thiên, mưu sự tại nhân. Nhưng mà chưa tới phút cuối cùng, ta quyết không bỏ cuộc. Sắp sang năm mới, bây giờ Vệ Tranh ở trong tay Hạ Giang, lão ta chiếm được tiên cơ, chắc chắn sẽ không hành động hấp tấp. Nhưng điện hạ phải nhớ là, cho dù lão có khiêu khích thế nào, điện hạ cũng phải vững vàng. Chỉ cần nhẫn nhịn qua mấy bữa, đợi một người quay về là sẽ ổn. Đợi một người à? Là ai? Hạ Đông. Sư đệ, để ta giám sát nghịch phạm sao? Xuân Quân, không phải sư phụ đã có dặn dò nói đệ không cần nhọc công sao? Xuân Quân có điều không biết thôi. Tên cao thủ đệ gặp ở cổng thành tây hôm đó, thân pháp thật sự quá dị, những hộ vệ thông thường không thể ngăn nổi hắn. Hắn có tài giỏi hơn, còn chỉ có một mình thôi. Chẳng lẽ đệ còn lo là có kẻ tấn công vào địa lao của Quyền Kính Tiên để cướp Vệ Tranh đi sao? Sư phụ chỉ là cố tình buông lời thôi, vì không có Vệ Tranh làm sao dụ được Tĩnh Dương. Yên tâm, sư phụ chắc chắn không lơ là vậy đâu. Xuân Quân, đó cũng chính là điểm mà đệ không hiểu được. Sao sư phụ nhất định phải đối phó với Tĩnh Dương chứ? Tuy là Tĩnh Dương có qua lại thân thiết với Xích Diệm Quân, nhưng vụ án Xích Diệm năm đó hắn không hề có dính dáng gì, lại càng không phải tổng phạm gì hết. À, nếu sư phụ đã làm như vậy, ắt là có lý của người. Đệ nghe lệnh là được. Còn những chuyện khác đừng nghĩ nhiều. Đệ không nghĩ nhiều cũng không phải là không tin sư phụ, chỉ là lần này quay về cứ thấy có gì đó kỳ lạ. Cả Đông Nhi cũng không biết đã đi đâu. Xuân Huynh có biết là bao giờ Đông Nhi quay về không? Hạ Đông à, muốn tấn công nhà lao của Quyền Kính Ti để cứu người, đó là chuyện không thể nào làm được. Nhưng nếu như Hạ Đông quay về thì chúng ta sẽ có hy vọng. Dù sao cô ta cũng là đồ đệ của Hạ Giang, tiên sinh có chắc cô ta sẽ giúp chúng ta chứ? Cô ta sẽ không giúp ta, cũng không giúp điện hạ. Cô ta đang giúp chiến hữu của phu quân đã mất. Năm đó Hạ Giang đã giở trò đê hèn và hại chết Nhí Phong, chính hắn đã dứt bỏ tình nghĩa thầy trò. Theo như tính tình của Hạ Đông, chắc chắn cô ta sẽ không bao giờ để cho sư phụ của mình sắp đặt nữa. Chỉ cần cô ta bằng lòng giúp chúng ta một tay, chúng ta đã thành công được một nửa rồi.